ngay cầu Trà Vạ các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng nhìn lên bầu trời sau mưa. Ôi, bảy sắc cầu vồng. Wow, đẹp quá. Bây giờ là khoảng độ 5 giờ rưỡi chiều ngày 30 tháng 6 năm 2021. Trời ơi, các bạn thấy chim bay không? Đó. Trời, đẹp quá đi. Có tất cả là hai đường luôn các bạn nhìn lên nè, song song. Ai cũng mê hết. Không, không cần đâu. Quá trời. Đến đây là mình mới tan mới dở luôn. Ừ. Qua ai cũng lại hết đấy. Mình còn nhớ có đợt mình đi Campuchia đi tham quan cái đền đài Angkor Wat, rồi các đền đài của kinh thành Angkor Thom á. Có cái cầu vồng này là bắt qua cái đền đài đẹp lắm luôn á, sau một ngày mưa. Ô, ở đây mà hai đường luôn luôn luôn. Hai đường luôn. Ừ. Cái đó là cầu vòng mà từ quận 8 qua quận 5 luôn á. Ê, bên đây vẫn mà thấy nè. Gọi là bao trùm luôn cái chợ sớm tuổi luôn á. Này còn thiếu Vu Lan Chức Nữ. Bà con ta cũng ra ngoài kia ta nhìn. Rồi, ok.